Cô thân ái chào các em. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong phân môn tập đọc lớp 3. Để tiết học đạt hiệu quả tốt, cô lưu ý các em chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 tập 1, bút chì, thước kẻ để chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Trước khi vào bài học, các em hãy quan sát bức tranh và miêu tả lại những gì các em thấy trong tranh nhé. À, đúng rồi đó các em. Bức tranh vẽ có một bạn nhỏ vừa đi học về với vẻ mặt rạng ngời, chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Người mẹ đón nhận con trong ánh mắt trìu mến. Bố của bạn vừa bào gỗ, vừa hướng ánh mắt ấm áp dõi theo hai mẹ con. Người ông đang ung dung chăm sóc dàn mướp trước hiên nhà. Em trai của bạn thì đang được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người bà. Cả hai bà cháu đang vui mừng chào đón bạn nhỏ đi học về. Tất cả đang vui vẻ, quây quần trong sân nhà. Nét mặt của mọi người đều tươi vui làm sao, làm cho chúng ta cảm nhận được sự đầm ấm của một gia đình, hay còn gọi là mái ấm. Và mái ấm cũng chính là chủ điểm mà các em sẽ cùng tìm hiểu trong tuần 3, tuần 4 này. Chủ điểm mái ấm này sẽ mở ra cho các em những điều thú vị nào? Cô trò chúng ta cùng đến với bài tập đọc Chiếc áo len được viết lại theo từ nguyên thạch. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 tập 1, trang 20-21 để tìm hiểu bài tập đọc này nhé. Mục tiêu bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em thứ nhất, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4 để hiểu được anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu lẫn nhau. Thứ hai, biết ngắt hơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện. Thứ ba, trong giao tiếp phải ứng xử văn hóa và biết tự kiểm soát cảm xúc của bản thân. Để giúp các em tiếp thu bài một cách dễ dàng, bài tập đọc ngày hôm nay, cô sẽ tổ chức 3 hoạt động. Hoạt động 1, luyện đọc đúng. Hoạt động 2, tìm hiểu bài. Hoạt động 3, luyện đọc diễn cảm. Bây giờ, cô mời các em cùng bước vào hoạt động đầu tiên luyện đọc đúng. Các em nghe cô đọc toàn bài, dùng bút chì dò theo và gạch chia đoạn bài tập đọc nhé. Chiếc áo len. Năm nay, mùa đông đến sớm, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Đã hơn một tuần nay, Lan thấy Hòa có chiếc áo len màu vàng thật đẹp. Áo có dây kéo ở giữa, lại có cả mũ để đội khi gió lạnh hoặc mưa lất phất. Lan đã mặc thử, ấm ơi là ấm. Đêm ấy, em nói với mẹ là em muốn có một chiếc áo len như của bạn Hòa. Mẹ đang định mua áo ấm cho hai anh em Tuấn, Lan. Thấy con gái nói vậy, mẹ bối rối. Cái áo của Hòa đắt bằng tiền cả hai áo của anh em con đấy. Lan phụng phịu. Con chỉ muốn một chiếc áo như thế thôi. Dỗi mẹ, Lan đi nằm ngay. Em vờ ngủ. Một lúc lâu, bỗng em nghe tiếng anh Tuấn thì thào với mẹ. Mẹ ơi, mẹ dành hết tiền mua áo đấy cho em Lan đi. Con không cần thêm áo đâu. Giọng mẹ trầm xuống. Năm nay trời lạnh lắm, không có áo ấm con sẽ ốm mất. Con khỏe lắm mẹ ạ. Con sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên trong. Tiếng mẹ âu yếm. Để mẹ nghỉ đã, con đi ngủ đi. Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Lan ân hận quá. Em muốn ngồi dậy xin lỗi mẹ và anh, nhưng lại xấu hổ vì mình đã vờ ngủ. Áp mặt xuống gối, em mong trời mau sáng để nói với mẹ. Con không thích chiếc áo đấy nữa. Mẹ hãy để tiền mua áo ấm cho cả hai anh em. Theo từ nguyên thạch. Theo các em, bài tập đọc chia thành mấy đoạn? À đúng rồi các em, bài tập đọc được chia thành 4 đoạn. Đoạn 1, từ đầu đến như của bạn Hòa. Đoạn 2, từ mẹ đang định cho đến em vờ ngủ.
Đoạn 3. Từ một lúc lâu cho đến con đi ngủ đi. Đoạn 4 là đoạn còn lại, nằm cuộn tròn cho đến hai anh em. Bây giờ các em nhấp chuột cho dừng video để đọc lại bốn đoạn này. Trong quá trình đọc, em thấy có từ nào mình đọc chưa đúng và từ chưa hiểu, các em dùng bút chì và thước kẻ gạch dưới từ đó. Sau khi đọc xong, các em lại nhấp vào chuột để tiếp tục theo dõi bài giảng nhé. Chào mừng các em đã quay lại tiết học. Cô biết khi phát âm, các em thường phát âm chưa đúng các từ sau. Từ đầu tiên, lạnh, buốt. Các em chú ý cho cô vần buốt trong từ buốt. Từ thứ hai, lất, phất. Các em chú ý giúp cô vần ất. Từ thứ ba, bối, rối. Các em chú ý phát âm đúng cho cô chữ R. Và từ cuối cùng, phục, phiệu. Các em chú ý vần ung và vần yêu phát âm cho đúng nhé. Cô mời em nào phát âm chưa đúng một trong bốn từ trên, cùng cô luyện đọc lại một lần nào. Lạnh, buốt, lất, phất, bối, rối, phục, phiệu. Ngoài việc đọc đúng các từ khó đọc trong bài, thì chúng ta cũng cần chú ý đến việc ngắt, nghỉ câu sau dấu phẩy, dấu chấm câu sao cho phù hợp. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải hiểu nghĩa của các từ khó trong bài để thuận lợi hơn cho việc tìm hiểu bài ở hoạt động 2. Các em thấy từ nào mình chưa hiểu không? Ngoài hai từ đã được giải nghĩa trong bài, cô xin giới thiệu thêm từ âu yếm. Có bạn nào giải thích được từ này không? À, đúng rồi đó các em. Âu yếm là biểu lộ tình thương yêu, trìu mến bằng cử chỉ, dáng điệu, giọng nói. Ví dụ, ta có câu mẹ âu yếm hôn đôi má em trong bài đi học về của nhạc sĩ Hoàng Linh và Hoàng Long đó. Các em nhớ ra câu này chưa nào? Cạnh từ cô vừa giải thích ở trên, còn từ nào các em không hiểu, các em có thể lên Google gõ tra từ chấm xô ha và thực hiện tra từ theo clip mẫu cô hướng dẫn nhé. Như vậy là cô trò mình vừa cùng nhau luyện đọc từ khó, ngắt nghỉ câu và giải nghĩa từ. Để hiểu rõ hơn nội dung bài đọc, chúng ta cùng bước vào hoạt động thứ hai, đó là hoạt động tìm hiểu bài. Các em nhấp chuột để dừng video, đọc lại các đoạn và trả lời xong 5 câu hỏi trên. 1. Chiếc áo len của bạn hòa đẹp và tiện lợi như thế nào? 2. Vì sao Lan dỗi mẹ? 3. Anh Tuấn nói với mẹ những gì? 4. Vì sao Lan ân hận? 5. Tìm một tên khác cho chuyện, rồi nhấp chuột tiếp tục theo dõi bài giảng. Bây giờ, chúng ta cùng tìm câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Chiếc áo len của bạn hòa đẹp và tiện lợi như thế nào? Sau khi đọc lại đoạn đầu tiên, chắc các em đã tìm ra được câu trả lời rồi phải không nào? Chúng ta cùng đối chiếu với câu trả lời của bài nhé. À, chiếc áo len của bạn Hòa đẹp và tiện lợi là áo màu vàng, có dây kéo ở giữa, có cả mũ để đội khi có gió và mưa, ấm ơi là ấm. Thời tiết bây giờ đang chuyển mùa, đặc biệt là buổi sáng trời khá lạnh. Các em nhớ mặc áo ấm để giữ sức khỏe nhé. Bạn Hòa thì có một chiếc áo len vừa đẹp vừa ấm. Bạn Lan sau khi mặc thử chiếc áo len của bạn Hòa thì thấy rất là thích. Ở đoạn văn số 1 mình vừa mới đọc lại khi nãy, các em có nhớ đêm ấy bạn Lan đã nói gì với mẹ không? À, ngay đêm ấy Lan nói với mẹ rằng em muốn có một chiếc áo giống như bạn Hòa.
Thế nhưng sau khi nói thì Lan lại dỗi mẹ. Vậy theo các em, vì sao bạn Lan lại dỗi mẹ? Lan dỗi mẹ bởi vì mẹ nói rằng mẹ không thể mua chiếc áo len đắt như vậy. Theo các em, anh Tuấn nói với mẹ những gì? Các em đã nhanh chóng tìm được câu nói của anh Tuấn nói với mẹ qua đoạn văn số 3 rồi phải không nào? Vậy chúng ta cùng xem có trùng với câu trả lời của bài không nhé. À, anh Tuấn nói với mẹ là mẹ hãy để cả số tiền ấy mua áo len đẹp cho Lan, còn mình thì mặc nhiều áo cũ cũng được. Thấy anh Tuấn nói vậy với mẹ, Lan cảm thấy như thế nào? Có phải Lan sẽ cảm thấy vui vì sắp có được áo mới? Chúng ta có thể trả lời ngay câu hỏi này với câu đầu tiên trong đoạn văn thứ tư. Em Lan rất ân hận sau khi nghe được cuộc nói chuyện của anh Tuấn và mẹ. Các em có biết vì sao bạn Lan lại ân hận không? Chẳng phải là bạn Lan rất thích chiếc áo len của bạn Hòa sao? Các em thử đặt mình vào bạn Lan và thử trả lời xem nhé. Chắc là các em sẽ có những câu trả lời tương tự như sau. À, Lan ân hận vì thấy anh trai yêu thương và nhường nhịn cho mình, thế mà mình lại không nghĩ đến anh. Lan ân hận vì cảm thấy mình thật ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến anh của mình. Và Lan còn ân hận vì em đã làm cho mẹ buồn. Sau khi trả lời các câu hỏi và hiểu nội dung bài đọc, các em hãy cùng cô tìm một tên khác cho chuyện nhé. Các em cùng suy nghĩ nào. Mỗi bạn đã đặt được một tên khác cho chuyện chưa? Sau đây là một số gợi ý. Cô xem có bạn nào trùng với suy nghĩ của cô không nào? Tên khác cho chuyện có thể là mẹ và hai con, hoặc là ba mẹ con và chiếc áo len, hoặc bài học của Lan, hoặc có thể là tấm lòng của người anh. Qua bài tập đọc, các em đã học được gì từ bạn Lan và anh Tuấn nào? À, đúng rồi đó các em. Chúng ta học được bài học vô cùng quý giá, đó là khi mắc lỗi, biết nhận lỗi và sửa sai, giống như bạn Lan. Và trong gia đình thì luôn yêu thương ba mẹ và nhường nhịn anh chị em của mình, giống như anh Tuấn. Các em thân mến, câu chuyện chiếc áo len muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp anh em phải biết nhường nhịn, yêu thương lẫn nhau, không được ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Các em có làm được như vậy không? Bạn nào đã thực hiện tốt thông điệp này, bạn đấy đã thực hiện tốt điều thứ nhất trong năm điều Bác Hồ dạy rồi. Đó là yêu đồng bào, là trước hết chúng ta biết yêu thương những người trong gia đình, người thân xung quanh mình đó các em. Vừa rồi, các em đã cùng cô rút ra được nội dung chính của bài tập đọc chiếc áo len. Vậy bây giờ, cô trò mình cùng nhau đi đến hoạt động tiếp theo. Đó chính là hoạt động luyện đọc diễn cảm. Với hoạt động này, các em chú ý đến giọng đọc của từng nhân vật trong bài. Giọng đọc toàn bài sẽ là tình cảm, nhẹ nhàng. Vì đây nói về tình cảm gia đình đúng không các em? Giọng đọc của mẹ thì bối rối khi nói với Lan, nhưng lại âu yếm cảm động khi nói với anh Tuấn. Giọng đọc của Lan thì phụng phịu, làm nũng. Còn giọng đọc của anh Tuấn thì nhỏ nhẹ, thì thào nhưng dứt khoát. Trong bài tập đọc chiếc áo len này, cô lựa chọn đoạn văn thứ 2 và 3 để các em cùng luyện đọc theo giọng các nhân vật trong bài. Khi đọc hai đoạn này, các em nên ngắt câu sau một dấu gạch chéo và nghỉ hơi sau hai dấu gạch chéo, nhấn giọng ở những từ cô đã tô đỏ để thể hiện tâm trạng, tình cảm của mẹ, bạn Lan và anh Tuấn. Bây giờ các em nghe cô đọc nhé. Chiếc áo len.
Mẹ đang định mua áo ấm cho hai anh em Tuấn, Lan. Thấy con gái nói vậy, mẹ bối rối. Cái áo của Hòa đắt bằng tiền cả hai áo của anh em con đấy. Lan phụng phịu, nhưng con chỉ muốn một chiếc áo như thế thôi. Dỗi mẹ, Lan đi nằm ngay, em vờ ngủ. Một lúc lâu, bỗng em nghe tiếng anh Tuấn thì thào với mẹ. Mẹ ơi, mẹ dành hết tiền mua áo đấy cho em Lan đi, con không cần thêm áo đâu. Giọng mẹ trầm xuống. Năm nay trời lạnh lắm, không có áo ấm con sẽ ốm mất. Con khỏe lắm mẹ ạ, con sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên trong. Tiếng mẹ âu yếm. Để mẹ nghĩ đã, con đi ngủ đi. Các em vừa nghe cô đọc xong đoạn văn thứ 2 và 3. Bây giờ các em có thể dừng video lại để luyện đọc. Sau khi đọc xong, các em lại cho video tiếp tục để quay trở lại tiết học nhé. Cô biết các em đã luyện đọc diễn cảm xong rồi phải không nào? Sau tiết học, các em nhớ tự trả lời lại 5 câu hỏi tìm hiểu bài. Cần luyện đọc lại cả bài nhiều lần để đọc thật hay và trôi chảy. Các em cũng có thể cùng mẹ hoặc anh chị em trong gia đình đọc phân vai luân phiên câu chuyện này nhé. Các em chuẩn bị cho tiết học sau là bài tập đọc Quạt cho bà ngủ, trang 23 và 24 nhé. Chúc các em có những tiết học trực tuyến thật hiệu quả và bổ ích, và nhớ thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ mình và cho mọi người xung quanh các em nhé. Cô thân ái chào các em.